bạn sẽ thực hiện sang vuốt móc bên cạnh một mũi trượt và chúng ta sẽ kết thúc len. Đó, như vậy chúng ta được chiếc tay này. Các bạn cũng sẽ làm cho mình hai chiếc tay. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm chiếc mũi nhỏ xinh nhé. Chiếc mũi nhỏ xinh thì các bạn sẽ sử dụng cho mình len màu hồng đậm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Các bạn sẽ lên cho mình 3 bình. Tại chân móc đầu, bỏ qua chân móc đầu tiên, thực hiện chân móc thứ 2 một mũi đơn. Chân móc thứ 3 các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi đơn và cùng một chân. 1 này. 2 này. 3 này. Sau chân móc bên cạnh các bạn sẽ thực hiện cho mình là 2 mũi đơn vào cùng một chân. Thực hiện sang chân móc bên cạnh này một mũi trượt để chúng ta sẽ kết thúc len. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc mũi xinh xắn như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm chiếc túi. Các bạn sẽ sử dụng túi màu xanh, tạo cho mình một nút thắt. Các bạn sẽ lên cho mình là 7 bính. Bỏ qua chân móc đầu tiên, thực hiện vào chân móc thứ 2 một mũi đơn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ thực hiện một mũi đơn. Chân móc cuối cùng các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi đơn vào cùng một chân. Chúng ta sẽ quay sang hàng chân móc phía bên này. Các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện cho mình 2 mũi đơn vào cùng một chân. Sau kiện sang chân móc bên này một mũi trượt và một mũi bính để chúng ta sẽ lên hàm móc thứ 2. Tiếp theo từ hàm móc thứ 2 đến hàm móc thứ 4 thì các bạn sẽ thực hiện cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn thì em đã hoàn thành xong được 2 móng mũi nhé. Đó, thực hiện xong hàng móc thứ 4 thì các bạn kết hàng và sau đó chúng ta sẽ lên 11 dây xích để chúng ta sẽ làm phần quai.
Rồi các bạn phải ướm thử vào phần thân của chú lợn. Bây giờ chúng ta sẽ ghép các bộ phận của chú lợn này vào với nhau nhé. Chúng ta sẽ khâu phần tai này. Sau khi mà các bạn khâu được các bộ phận của chú heo như này thì bắt đầu một chú heo rất là dễ thương như thế này đó. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một ít len màu trắng nhé, để chúng ta sẽ làm viền áo của chú heo. Nhưng chúng ta đã bỏ lại những cái chân móc ở phía chân móc ở cái hai hàng như này, thì đầu tiên thì các bạn sẽ đưa cái mũi móc lên trên hàng lên. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình hai bính. Đó. Các bạn sẽ bỏ qua một chân móc, thực hiện sang cái chân móc bên cạnh là một mũi kép đơn. Tiếp theo là một bính này. Bỏ một chân móc, thực hiện sang chân móc bên cạnh là một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ một chân móc. Và các bạn sẽ làm phần viền trên và phần viền dưới của chiếc áo nhé. Như vậy là mình đã làm xong phần viền áo này. Bây giờ chúng ta sẽ đeo chiếc túi vào cho chú lợn nữa. Đó, như vậy là chúng ta đã được một chú lợn đó, đeo túi rất là dễ thương rồi đúng không nào? Các bạn có thể sử dụng để trang trí này hoặc làm quà tặng, rất là ý nghĩa. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.